Vừa đám cưới xong, Vũ Ngọc Ánh lên tiếng bức xúc tố anh Tài vì điều này đây. Sau khi hôn lễ diễn ra, vợ chồng Vũ Ngọc Ánh, anh Tài tung đoạn video hài hước kể xấu tội của nhau. Nam diễn viên tiết lộ vợ nấu ăn dở hay ghen tuông, thích khai quật quá khứ của chồng. Còn Vũ Ngọc Ánh bức xúc vì ông xã có quỷ đen, thích ngồi hàng tiếng đồng hồ trong toilet. Cặp đôi còn không quên kể lại kỷ niệm chia tay đến 8 lần, lần lâu nhất là 6 tháng. Vì bản tính nóng nảy và hay giận dỗi nên mỗi lúc cãi nhau, Vũ Ngọc Ánh đều yêu cầu chia tay, nhưng không ngờ anh Tài đồng ý ngay. Tuy nhiên sau tất cả thì cặp đôi cảm thấy họ sinh ra là để dành cho nhau nên không thể nào tách rời nhau trong cuộc sống được. Sau hôn lễ, Vũ Ngọc Ánh và anh Tài vẫn tiếp tục với những dự án điện ảnh riêng của mỗi người và không quên cùng nhau vun đắp cho tổ ấm nhỏ. Nữ diễn viên cũng hy vọng trong năm 2019 này, cặp đôi sẽ có thêm một chú heo vàng cho vui cửa, vui nhà. Trực tiếp, đám cưới Vũ Ngọc Ánh, anh Tài, cô dâu đeo vàng đỏ cổ trong lễ rước dâu. Những ngày qua, thông tin về đám cưới của nữ diễn viên Vũ Ngọc Ánh và anh Tài được xuất hiện khá nhiều trên các diễn đàn. Tin vui này cũng làm khán giả rất háo hức, bởi lẽ sau nhiều sóng gió trong chuyện tình cảm, thì cả hai đã đi đến quyết định mang đầy sự hạnh phúc, sẽ là bạn đời của nhau trong tương lai. Vào sáng ngày 19 tháng 2, lễ rước dâu của cặp đôi, diễn viên Vũ Ngọc Ánh và anh Tài đã chính thức được diễn ra tại nhà bạn gái. Vào lúc 8 giờ sáng, mọi chi tiết đều đã sẵn sàng để buổi lễ này được diễn ra một cách trọn vẹn và bắt mắt nhất đối với mọi người. Vũ Ngọc Ánh cùng bố mẹ chụp ảnh trước khi nhà trai đến đón dâu. Nghệ sĩ Ngân Quỳnh đảm nhận vai trò chủ hôn nhà gái. Trong khi đó, phía nhà trai chủ hôn sẽ là nghệ sĩ Việt Anh và Quốc Thái đảm nhận trọng trách rể phụ. Bên gia đình đã có buổi lễ khá vui vẻ vì hạnh phúc của các con. Họ cùng nhau thực hiện nghi thức trao nhẫn cưới trước sự chứng kiến của người thân. Vũ Ngọc Ánh được mẹ chồng trao khá nhiều trang sức vàng. Đôi ân ương luôn nở nụ cười hạnh phúc vì hôm nay họ đã chính thức bước sang một trang mới. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào, dịu dàng dâu phụ, rể phụ. Vào buổi tối cùng ngày, buổi tiệc mừng của cặp đôi này sẽ diễn ra tại một khách sạn sang trọng tại thành phố Hồ Chí Minh với sự tham gia của đông đảo nghệ sĩ Việt. Hot, Á hậu Hoàng Anh đã tìm thấy tình mới sau khi chia tay bất ngờ với Huỳnh Anh. Từng là cặp đôi đẹp của showbiz Việt, Huỳnh Anh, Hoàng Anh bất ngờ chia tay sau nhiều năm yêu nhau khiến khán giả không khỏi tiếc nuối. Dù không còn đi chung lối, nhưng cặp đôi vẫn dành nhiều lời lẽ tốt đẹp cho đối phương trên báo chí. Không lâu sau khi chuyện tình cảm với Hoàng Anh tan đàn xẻ nghé, Huỳnh Anh chính thức công khai bạn gái mới. Trên trang cá nhân, nam diễn viên thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc ngọt ngào với bạn gái. Về phía Hoàng Anh, cô vẫn đi về lẻ bóng, tất bật với công việc và khá im ắng trong chuyện tình cảm. Thế nhưng mới đây, trên Instagram, Hoàng Anh bất ngờ chia sẻ về mẫu người đàn ông lý tưởng cũng như chuyện yêu đương. Dù từng trải qua cuộc tình không đi đến hồi kết, nhưng nữ diễn viên vẫn tin tưởng vào tình yêu và phái mạnh. Không những thế, người đẹp sinh năm 1990 còn tiết lộ cô đang tương tư một người. Chị đang tương tư ai hả? Fan dò hỏi. Đáp lại, nữ diễn viên thừa nhận. Phải nói sao ta? Đúng vậy. Bên cạnh việc xác nhận đang thầm thương trộm nhớ người khác, Hoàng Anh cũng không ngại công khai mẫu người đàn ông của mình. Chân thành, trung thủy, cầu tiến, lạc quan và yêu thương gia đình. Đặc biệt, khi nhắc đến chuyện quá khứ, người cũ có người mới làm sao để bớt đau lòng. Tình cũ Huỳnh Anh khẳng định đã không thuộc về nhau thì không nên nghĩ đến. Đã không thuộc về nhau nghĩ tới làm gì, hãy tập trung vào điều bản thân mình vui thôi em ạ. Cô tâm sự. Trước những lời chia sẻ của nữ MC và nhất là việc tiết lộ đang tương tư, người hâm mộ dấy lên nghi ngờ Hoàng Anh đang hẹn hò với một chàng trai giấu mặt. Từ sau cuộc tình với diễn viên Huỳnh Anh, Hoàng Anh càng kiệm lời và hiếm khi nhắc đến chuyện tình cảm. Nên việc nữ MC thừa nhận đang yêu khiến fan thêm tin tưởng cô đã tìm thấy một nửa của mình. Trước đó, khi được hỏi về lý do đường ai nấy đi, Huỳnh Anh cho biết Hoàng Anh là người chủ động chia tay nên cô lấy lại cân bằng nhanh hơn. Thực ra không phải do tôi lấy lại cân bằng lâu hơn, bởi vì thời gian sau chia tay tôi vẫn tiếp tục công việc của mình. Mình không thể kiểm soát được tinh thần của mình tốt 100% được, Huỳnh Anh bộc bạch. Đồng thời khi nhắc đến những dòng bình luận mong muốn nam diễn viên cả một đôi ân oán và nữ MC tái hợp, Huỳnh Anh khẳng định anh muốn làm chủ cuộc đời mình. Tôi là đàn ông, tôi muốn cầm trịch cuộc đời mình. Tôi không bao giờ muốn một người phụ nữ thích bỏ đi thì bỏ đi, thích quay lại thì quay lại. Cận cảnh những mỹ nhân Việt đeo vàng nặng trĩu trong ngày đám cưới. Với số trang sức mà các mỹ nhân có được trong ngày đám cưới, phần nào thể hiện độ giàu có và gia thế của họ cũng như người bạn đời. Võ Hạ Trâm.
Sau một thời gian tìm hiểu, hẹn hò, thì Võ Hà Trâm và bạn trai quyết định sẽ tiến đến hôn nhân với nhau. Cụ thể, vào sáng ngày 14 tháng 1, hôn lễ của cả hai đã được tiến hành tại tư gia nhà nữ ca sĩ. Theo đó, ông xã người Ấn Độ của nữ ca sĩ đã đến để xin lễ và thực hiện các nghi thức đám cưới truyền thống theo đúng phong tục của người Việt Nam. Tại nhà riêng, nữ ca sĩ đã được mẹ ruột và mẹ chồng trao rất nhiều vàng. Đây là của hồi môn của Võ Hà Trâm trong ngày về nhà chồng. Không khi nào khoe tài sản trên mạng xã hội, nhưng khi nhìn vào số nữ trang mà cô nhận được cũng đủ khiến mọi người bất ngờ về gia thế của cả hai. Mia. Vào ngày 7 tháng 1 vừa qua, Mia đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai Triệu Phương sau một thời gian hẹn hò. Theo Mia chia sẻ, việc lấy chồng có nằm trong kế hoạch sẵn từ trước và cô nàng vô cùng cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình. Theo đó, cặp đôi đã chính thức tổ chức hôn lễ tại quê nhà cô dâu và có thêm cả một buổi tiệc cùng ngày để chung vui với người thân, họ hàng. Một điều khiến mọi người choáng ngợp chính là số nữ trang mà Mia nhận được trong ngày cưới. Không phải đơn điệu như các cô dâu khác mà nữ ca sĩ mang kính cả phần cổ, hai cánh tay. Nhìn vào nhân vật chính của ngày này hầu như chỉ thấy mỗi vàng. Lâm Khánh Chi. Vào cuối năm 2017, Lâm Khánh Chi và ông xã kém 8 tuổi đã tổ chức hôn lễ sau một thời gian hẹn hò. Khi ấy, cặp đôi đã làm người khác choáng ngợp vì độ chịu chi cho ngày trọng đại này, đặc biệt là số trang sức của hồi môn mà nữ ca sĩ nhận được từ hai bên gia đình. Cụ thể, nữ ca sĩ được mẹ chồng đeo tặng 6 chiếc kiềng vàng, một dây chuyền vàng, một vòng tay lớn bằng vàng và đôi hoa tai gắn kim cương. Ngọc Duyên. Nữ hoàng sắc đẹp toàn cầu 2016 và ông xã đại gia đã chính thức tổ chức lễ cưới tại nhà riêng của cô dâu ở Vũng Tàu vào tháng 1, 2018. Ngọc Duyên và chồng đại gia đã quen nhau 2 năm. Chuyện tình của họ được hai bên gia đình ủng hộ. Theo mỹ nhân sinh năm 1993, hôn phu hiền và chiều chuộng cô hết mực. Số trang sức mà người đẹp nhận được đã phần nào khẳng định gia thế và sự giàu có của ông xã người đẹp. Thu Ngân. Lễ cưới của Hoa hậu bản sắc Việt toàn cầu Thu Ngân được xem như một trong những đám cưới xa hoa nhất nhì showbiz Việt từ trước đến nay. Không chỉ tổ chức tiệc cưới thành 3 phần, vợ chồng Thu Ngân, Doãn Phương còn tiến hành hôn lễ 2 lần ở Hà Nội và Hải Phòng. Ngoài siêu xe tiền tỷ trong lễ rước dâu, không gian tiệc cưới cực kỳ sang trọng, nhiều sao Việt còn khiến cộng đồng mạng choáng váng vì đeo vàng khắp người trong lễ cưới. Điều này đã làm cho mọi người trầm trồ hơn về gia thế và độ chịu chi của họ. Hé lộ những đám cưới đình đám bất ngờ của showbiz Việt đầu năm 2019. Tiến Đạt. Những ngày qua, cộng đồng mạng đã đứng ngồi không yên trước thông tin về đám cưới rapper Tiến Đạt. Sau những đổ vỡ với Harry Won, nam nghệ sĩ đã có cuộc sống khép kín và hoàn toàn giữ im lặng về chuyện tình cảm cá nhân. Chính lẽ đó mà không ai hay biết việc anh đã có người yêu bấy lâu nay. Vào ngày 30 tháng 12 vừa qua, hôn lễ của anh và Thủy Vi đã được tổ chức chính thức tại nhà gái ở Bình Thuận. Tưởng chừng giữ được bí mật đến phút cuối, nhưng những hình ảnh về ngày vui này cũng đã được các khách mời dần chia sẻ trên mạng xã hội. Được biết, vào ngày 13 tháng 1 sắp tới thì cặp đôi sẽ tổ chức thêm một buổi tiệc nữa để chung vui với các bạn bè, đồng nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Võ Hà Trâm. Sau những lận đận trong chuyện tình cảm, Võ Hà Trâm khiến mọi người bất ngờ khi lần đầu tiên công khai hình ảnh về bạn trai doanh nhân người Ấn Độ. Được biết, bạn trai của Võ Hà Trâm không hoạt động trong showbiz, anh là người nước ngoài và là một doanh nhân trong lĩnh vực đá hoa cương. Khi tình yêu trong cả hai đủ lớn, họ quyết định sẽ làm bạn đời của nhau. Hôn lễ của nữ ca sĩ và người yêu cũng được cô tiết lộ sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 1 tới đây. Mia. Vào ngày 25 tháng 11 vừa qua, Mia đã tổ chức lễ ăn hỏi với bạn trai Triệu Vương sau một thời gian hẹn hò. Theo Mia chia sẻ, việc lấy chồng cô nằm trong kế hoạch sẵn từ trước và cô nàng cũng vô cùng cảm ơn tình cảm mà mọi người dành cho mình. Hiện tại, lịch trình làm việc của cặp đôi khá bận rộn, nhưng cô và ông xã vẫn tranh thủ thời gian gửi tấm thiệp hồng đến các quan khách để đến chung vui cùng họ. Được biết, buổi tiệc hoành tráng của cả hai sẽ chính thức diễn ra vào ngày 9 tháng 1 tại thành phố Hồ Chí Minh. Lê Hà. Vào dịp cuối tuần qua, không chỉ có đám cưới của Tiến Đạt gây sự chú ý của mọi người, mà buổi lễ ăn hỏi của học trò Hồ Ngọc Hà, Lê Hà The Face và người yêu Trung Hiếu cũng thu hút không kém cạnh. Theo đó, sau một thời gian hẹn hò và công khai trên mạng xã hội, thì cả hai đã chính thức tổ chức buổi lễ ra mắt hai bên gia đình và bạn bè tại quê nhà Gia Lai. Cặp đôi này luôn nhận được nhiều lời khen bởi cả hai đều xinh đẹp, điển trai, cực xứng đôi vừa lứa. Được biết, ông xã của người đẹp hiện đang kinh doanh ở Gia Lai, cũng là quê nhà của cô. Theo như lời nhân vật chính chia sẻ thì đám cưới sẽ chính thức diễn ra vào tháng 4 năm 2019. Lê Hiếu.
Vào ngày 14 tháng 1 sắp tới, không chỉ có đám cưới của vợ Hòa Trâm và ông xã Ấn Độ, mà nam ca sĩ Lê Hiếu cũng chính thức tổ chức ngày trọng đại, chính thức làm chồng người ta. Được biết bà xã của giọng ca Ngày Mai Em Đi tên Thu Trang, chỉ sở hữu ngoại hình xinh xắn và không thuộc showbiz. Từ trước đến nay, anh dường như khá kín tiếng với truyền thông về mối quan hệ với vợ sắp cưới. Và theo như lời chia sẻ của người trong cuộc, thì họ đã có hơn một năm tìm hiểu mới quyết định đi đến hôn nhân. Nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu. Thời gian qua, khán giả cũng khá bất ngờ khi nghệ sĩ nhân dân Trung Hiếu xác nhận anh sẽ về chung nhà với diễn viên múa 9X sau dịp Tết Nguyên Đán 2019. Từ trước đến nay, nam nghệ sĩ rất hạn chế trả lời những câu hỏi liên quan đến chuyện tình cảm cá nhân. Khi trả lời về lý do kết hôn muộn, anh chia sẻ, chuyện vợ con là do duyên số, không phải vội vàng mà thành. Tôi nghĩ lấy vợ muộn cũng có cái hay, mới biết đâu mình cũng không phải lấy nhiều lần.